Hello, xin chào các bạn. Hôm nay sáng thứ bảy cuối tuần thì bảy mình vô mấy cái cây bông trang giao cho một vị khách ở Quảng Ngãi, là gồm 4 cây bông trang lá trung màu đỏ, màu vàng, màu cam, màu trắng và hai cây bông trang thái màu vàng với màu đỏ một cốt. Bảy mình đang vô bầu cây này là cây trang thái màu vàng. Ở trên cái nhánh có một cái chùm hoa nó nở cái búp vậy. Còn phía bên kia là cây trang thái một cốt màu đỏ. Và hai cây trang thái bụi. Hai cây trang thái bụi bên đây. Tiếp tục bảy mình vô bầu hai cây trang thái dạng bụi. Cây này là 15.000 một cây nha các bạn. Còn anh bên đây thì một cốt, ảnh cao hơn thì 20.000 đồng một cây. Đó, mình phải bớt đất ra và vô bầu như thế này để khi mình để vào thùng để gửi đi nó đỡ chiếm diện tích và đỡ cân nặng kg. Đây thì bảy mình tiếp tục vô bầu cây bông trang lá trung. Đây là cây màu đỏ. Bên đây là cây màu trắng nè các bạn. Ở đây là cây màu vàng. Nói gì bà nói vậy? Không đang quay phim mà bà nói gì? Sao vậy? Họ nào không cho hả? Cưng với bạn đi chạy gió mấy kia nè, bệnh nè. Bà ngoại đó thì bà ngoại xuống thăm bà chơi chứ không có đi nữa. Đi xuống thì làm gì à? Nên chỗ đó bắt mấy con ba thì ba một tơi lên đừng có chờ nó ngọt bự hơn nữa. Lên về 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 đúng lát hết trơn. Chú hồ bự hơn thằng trước. Cậu thầy dắt à. Cô đây cô thành nha. Ủa bao nhiêu hả? Hai cây trang tím sen một cốt với hai cây trang cẩm thạch này là một chủ. Đi gửi chơi không đó rồi hả? Chưa mới